Lưng em có bị không? Có. Nó bị ở phần vai trở đi. Hồi xưa có uống. Có, xưa uống thuốc da liễu. À nó lên nữa hả? Hay nó lên rồi em mới uống? Nó uống nó cũng xuống, nhưng mà khi mà ngưng thì nó bùng lại. Hồi xưa có uống mắt gà không? Có. Nó đó. Không, kiểu hồi xưa nó lên sẵn này xong mới uống. Nó bùng lên đúng không? Không, nó vẫn vậy. Là em lên mụn ngực với cổ trước, xong em uống mắt gan. Không, nó lên cả mặt nó rồi xong em mới uống. Tự nhiên nó bùng lên vậy luôn đó hả? Hồi đó đi bơi. À. Đi bơi bị mụn mà đi uống thuốc mắt gan. Cũng hay đó. Tại vì cái nước không bơi thôi, chứ còn gan mình đâu có bị gì đâu mà uống bùng lên, chịu nổi cái thuốc đó đâu. Tính ra các bạn mà bị viêm lưng đồ nhiều rồi toàn uống mắt gan không. Chữa cái mặt rồi cuối cùng mặt không đỡ, lưng với ngực còn nhiều hơn. Cười trong nước mắt. Cười trong nước mắt. Cười trong nước mắt. Cười trong nước mắt mà. Nối da gà. Chờ nó ra không? Đã chờ ngày này lâu rồi. Đã chờ ngày này lâu lắm rồi đó. Có đi qua nhà chị uống coca về ngủ cũng được luôn. Mất ngủ nguyên đêm luôn, hai đứa. Như mất ngủ luôn là ba đứa. Sao hết trơn. Coca em. Uống coca là mất ngủ á. Tại làm cho người mình rạo rực. Nó không ngủ được. Cái xì không bị nha. Nhưng mà coca. Hôm qua tô mà không đứng lại là mày chết nguyên cái sao ba ngày luôn. Tôm. Nước tại là nó còn sống á. Tại con tôm nó to.
Mấy đứa này nó cắt bông thất thường, ngày vui ngày buồn hay gì vậy? Tùy người cắt á chị. Đứa thì cắt cục chà bá,